Hello, xin chào cô chú anh chị em và các bạn nha. Mấy thằng Mỹ nó ở phòng mà mình á, bây giờ nay đi ra hồ nó câu á, nó dính hai con thô rồi, hai con rùa. Con rùa này là giống như khủng long, ghê lắm. Giống cái đuôi nó sần sần giống như cá sấu vậy nha. Nó cho mình hai con, một con khoảng 30 phao với một con 20 phao nha cô chú anh chị em và các bạn. Thì hãy lú quay cho các bạn xem nha. Different man. Big and total. Hey, nè cô chú anh chị em nha các bạn, có ghê không? Cái đuôi nó giống như cá sấu. Con bự, con mình này bự, cái đầu nó kìa, một tay luôn, rồi mấy cái móng của nó quá trời luôn, mấy cái móng, nó kêu là nắp bự, thô đầu nắp bự, con này nó không dữ lắm, nó cắn một cái là cục tay luôn. Đây, mình mới lấy cái thùng mình gọng đó nè, bự dữ lắm. Nó cắn cái là đứt ngón tay liền tại chỗ luôn, cái cây mà nó táp cái đập nát cái cây luôn. Rùa nó bự lắm, hai con nè, cái đầu nó kìa, ghê không? Ừ quá. Giờ mình gọng vô cái thùng này của chú anh chị em nha các bạn. Cuối tuần mình đem về cho ông anh bạn, cho ông làm gì không biết nữa, ông nhậu thôi. Nhậu á, ngồi mà cũng khiếp, bự được thì là mình cho ông quay cho cô chú anh chị cho các bạn xem nhé. Video của hai lúa tại đây kết thúc nha cô chú anh chị em và các bạn. Hello, vậy cho cô chú anh chị em các bạn xem hai con rùa. Hello, bye bye. Hello, hẹn video kế tiếp.